Chiến lược giao dịch ngày 7/6/2023, như vậy đóng cửa phiên ngày 6/6, VN Index tăng hơn 10 điểm với thanh khoản sau khi trừ thỏa thuận là khoảng 14.300 tỷ. Ngày hôm nay thì chúng ta thấy là nhà đầu tư nước ngoài lại chuyển sang quay xe mua dòng, và điều này tôi nghĩ là một phần đã khiến cho thị trường có một cái phiên tăng tốc, mặc dù thanh khoản ngày hôm nay không quá thuyết phục, có thể đến từ lý do là các nhà đầu tư với cái tâm lý hưng phấn hơn, bên mua có vẻ đang vội vàng hơn, còn bên bán thì họ có thể họ chờ thêm khi mà họ thấy rằng là cái khả năng đạt được cái vùng mục tiêu của VN Index từ 101.123 cho đến 1.133 khá là rõ ràng. Đấy, và điều này đang đẩy cho thị trường vào một cái giai đoạn tôi nghĩ là tăng tốc về đích. Như vậy là với cái đà tăng mạnh kiết cung như thế này thì rất nhanh có thể ngay phiên ngày mai hoặc là sang đến phiên ngày kia, VN Index sẽ quay lên cái khu vực vùng mục tiêu 1.123 đến 1.133. Thế thì theo tôi đến cái khu vực này thì chúng ta nên tập trung canh chốt lời, có thể không chốt lời toàn bộ nhưng nên dành chốt lời ít nhất là một phần danh mục đầu tư, hạn chế mua đuổi ở khu vực này. Bởi vì nếu mà thị trường muốn từ khu vực này đi lên tiếp thì khả năng sẽ có một cái phiên nhúng mạnh. Đấy, bởi vì cái quá trình kết cung sẽ khiến cho cái dồn cái áp lực bán ở phía trên rất là lớn. Đối với cả đà của thị trường thì với sức mạnh nhìn chung và sức mạnh của VN30 thì vẫn duy trì trạng thái tích cực. Đấy, và ủng hộ cho chúng ta cái quan điểm lên cái vùng mục tiêu, nhanh lên vùng mục tiêu. Đối với giao dịch phái sinh thì tôi nghĩ cũng chờ để canh đóng vị thế. Ngày hôm qua tôi có chia sẻ là chúng ta có thể canh lo khi mà chỉ số VN30 F1M kiểm tra thành công cái khu vực 1083. Thế thì trong phiên ngày hôm nay, đấy, buổi sáng có những lúc về sát cái khu vực 1083, nhưng sau đó thì chúng ta nhìn vào đồ thị 15 phút thì đến tầm 11:15 thì xác nhận là tạo đáy thành công trên khu vực 1083, đường A5 cắt lên đường 20 và đường giá cắt lên cả đường A5 và 20, và khi đấy đã phát tín hiệu long ở quanh cái khu vực khoảng 1087-1088. Đấy là đến cuối phiên chúng ta đóng cửa chúng ta kiếm được đến khoảng 7-8 điểm. Thế thì bây giờ thì tôi nghĩ là giữ tiếp, đấy, cũng chưa vội gì chốt long cả. Đấy, bởi vì là với cái đà thị trường đang tăng tốc về đích như này thì hoàn toàn có thể sang đến phiên ngày mai hoặc sang đến phiên ngày kia chúng ta có thể đạt được cái vùng mục tiêu 1107 để chúng ta chốt lời.